đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa. Đi lên và đi lên. Chương trình phát thanh Tiếng Nói Quê Hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách, phát thanh trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM lúc 7:30 đến 8:00 mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Xin thân chào toàn thể quý đồng hương Việt Nam. Trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Hôm nay tôi rất là vui được trở lại hội trường quý ông bà anh chị em với Tiếng Nói Quê Hương. Trong phòng ghi âm của chúng tôi hôm nay có thầy Lê Minh Thảo. Xin chào thầy Lê Minh Thảo. Dạ, xin kính chào mục sư Nguyễn Văn Hoại và xin kính chào quý vị khán thính giả. Thầy, hôm nay thầy Thảo mục sư có khỏe không? Dạ khỏe mục sư. Mùa hè thời tiết rất là ấm áp, rất là tốt. Còn mục sư thì thế nào mục sư? Vâng, cảm ơn thầy Thảo. Tôi vẫn khỏe nhưng mà cái lỗ tai thì nó hơi ù ù. Có lẽ là vì không biết sức khỏe như thế nào, nhưng mà nó vẫn khỏe, bình yên, vẫn còn làm việc được, vẫn còn suy nghĩ được. Và chúng ta rất là vui bởi vì tuần rồi thì chúng ta đã nói chuyện với nhau ở trên đài á. Và hôm nay thì tôi muốn trở lại để tiếp tục nói chuyện qua câu chuyện gian dở của chúng ta trong tuần rồi. Là tôi muốn nói về việc trong cái thời buổi khó khăn này, chúng ta vẫn phải tiếp tục làm một công việc mà Chúa muốn chúng ta làm, đó là công việc từ thiện, công việc giúp đỡ cho người khác. Không biết thầy có suy nghĩ gì về cái việc mỗi người chúng ta dù gặp thời hay không gặp thời cũng phải cố gắng mà giữ cái công việc giúp người khác. Tôi gọi đó là công việc từ thiện. Có nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục công việc từ thiện mà mỗi người chúng ta phải làm hàng ngày không? Dạ, thưa mục sư, tôi thấy là chúng ta sống ở trong xã hội này, tuy rằng mỗi người có một cái khó khăn riêng, nhưng mà dù sao so với phần còn lại của thế giới đó, thì chúng ta cũng được phước rất nhiều, được phước về từ môi trường cho đến công ăn việc làm, cho đến bảo đảm đời sống. Và chúng ta phải nói là ở trên một cái xứ sở này không ai phải lo bị đói, trong khi phần còn lại của thế giới và chính chúng ta trong mấy chục năm về trước khi chúng ta còn ở Việt Nam, chúng ta cũng phải lo làm sao để cho đừng bị đói. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã vượt qua được cái nỗi lo đó rồi. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề mình phải đóng góp như thế nào cho Chúa và cho xã hội nơi mà chúng ta đang sống đó mục sư. Tôi nghĩ rằng dù sao đó, chúng ta cũng không nên quá lo, nhất là đối với những người mà có đức tin đó, thì tương lai vẫn nằm ở trong tay Chúa. Và chúng ta, Chúa cho vẫn còn sống thì chúng ta cũng có vừa có quyền lợi nhưng mà cũng vừa có cái trách nhiệm nữa. Thì đối với xã hội mà chúng ta đang sống đó thì chúng ta vẫn phải nộp thuế, thì đó là cái bổn phận của chúng ta. Dù ít dù nhiều chúng ta cũng phải góp phần của mình. Nhưng mà đối với công việc của Đức Chúa Trời hay đối với người khác đó, thì tôi nhớ đến một cái trường hợp mà Chúa dạy ở trong Kinh Thánh, đó là hãy trả cho Caesar những gì của Caesar, hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời. Vì vậy thì trả cho Caesar có nghĩa là chúng ta phải góp phần của mình, từ đóng thuế hay là làm những công việc công ích. Nhưng mà trả cho Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta tỏ lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời và giúp đỡ người khác. Giúp người khác tức là trả nợ cho Đức Chúa Trời hay là trả ơn cho Đức Chúa Trời. Thì trong nhiều năm qua thì khi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng tôi có dịp để mà phát triển, phát hành cái tờ báo Hướng Đi đó, thì đồng thời chúng tôi cũng xin phép và chính quyền cũng cho phép để tổ chức một cái hội từ thiện lấy tên là Hướng Đi The Way of Vietnamese Family of Faith. Và qua đó thì tôi gọi đó là hội từ thiện Hướng Đi. Và nhờ đó thì hội từ thiện Hướng Đi vẫn tiếp tục làm việc song hành với cái tờ báo. Và cho đến hôm nay thì từ thiện vẫn tiếp tục tiến hành. Và kết quả là trong mười mấy năm qua thì
Hội Từ Thiện Hướng Đi đã vận động bạn đọc Hướng Đi để mà góp phần để xây dựng nhà tình thương. Chúng tôi tổng kết lại thì có khoảng 100 cái nhà tình thương đã được xây dựng, và trong đó có khoảng 50 cái là tại Quảng Nam, quê hương của tôi. Rồi ngoài ra thì cũng giúp được xây khoảng hơn 10 cái nhà nguyện ở rải rác ở nước Việt Nam, rồi cũng giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, bệnh tật, hoặc là già nua, hoặc là trẻ em. Tất cả những điều này thì tôi gọi đó là công việc từ thiện. Và cho đến ngày hôm nay thì dù trong hoàn cảnh nào thì tôi vẫn muốn tiếp tục góp phần và kêu gọi đồng hương Việt Nam góp phần đóng góp cho vấn đề từ thiện. Không biết thầy Thảo có muốn hỏi thêm về cái tiến hành tổ chức và cách để góp phần vào việc từ thiện như thế nào thì tôi sẵn sàng trả lời. Thưa mục sư, là với những người mà sống ở xa hoặc là khó có thể liên lạc với hội từ thiện Hướng Đi đó, thì họ có cách nào để làm từ thiện để đóng góp vào công việc của Chúa không mục sư? Ngày nay thì tôi thấy dễ dàng nhất á, là nếu quý vị có trong tay cái tờ báo gọi là Đặt Sang Hướng Đi, thì ở trong cái mục lục của báo Hướng Đi nó có cái địa chỉ của Hướng Đi Magazine. Quý vị có thể góp phần và đóng góp vào phần riêng của quý vị vào vấn đề tổ chức, hoặc là góp phần cho tờ báo, góp phần cho việc từ thiện, thì cứ gửi là Hướng Đi Magazine, và qua đó thì chúng tôi sẽ sử dụng cái số tiền đó đến đúng nơi, đúng chỗ, đúng người. Và đó là công việc mà chúng tôi đã làm trong bao nhiêu năm qua. Và người nào đóng góp thì phải biết chắc là nó đến đúng người, đúng chỗ. Và đồng thời cũng biết chắc là 100% số tiền đóng góp của mình, dù nhỏ hay là lớn, cũng đều đạt được cái yêu cầu, mục đích. Dạ, cảm ơn mục sư. Bây giờ mình nói thêm về ý nghĩa của việc làm từ thiện được không mục sư? Theo mục sư thì tại sao mình phải làm từ thiện? Tôi nghĩ rằng cái gốc rễ của việc làm từ thiện, thứ hết là chúng ta là vâng lời của Đức Chúa Trời dạy. Chúa dạy phải yêu thương, phải yêu thương Chúa và yêu thương người khác. Thì chúng ta không thể nói yêu thương mà không có làm gì hết. Có một câu danh ngôn nói rằng đức tin nhận được nhiều nhất và yêu thương làm được nhiều nhất. Nếu bởi tình thương thì chúng ta có thể làm được rất là nhiều việc. Và tình thương cho chúng ta thấy là người cha, người mẹ thương con thì có thể làm hết mọi công việc cho con. Chúng ta cũng vậy. Chúa dạy chúng ta hãy hết lòng, hết sức, hết linh hồn mà yêu mến Đức Chúa Trời của chúng ta. Và muốn yêu mến Đức Chúa Trời chúng ta thì chỉ có một cái cách hay nhất là thể hiện tình thương đối với người khác. Nhất là tình thương đối với những người nghèo, những người thiếu, những người có nhiều cái hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta. Vì vậy thì lúc nào chúng ta cũng có thể làm việc từ thiện được hết. Vấn đề là chúng ta hay quên, hoặc là vì chúng ta tưởng rằng thôi người khác làm rồi thì tôi không có làm nữa. Chẳng hạn như vừa rồi tôi có biết có một ông luật sư Việt Nam, khi nói chuyện về vấn đề làm từ thiện giúp người nghèo, giúp người này người khác, thì ông nói ô tôi làm đóng thuế là đủ rồi, tôi đóng thuế cho chính phủ thì cái việc mà giúp người nghèo đó là việc của chính phủ, việc của xã hội. Tuy nhiên đây chỉ là một cái câu trả lời của cá nhân thôi, nhưng mà tôi thấy rằng dầu chúng ta có thể góp phần đối với chính phủ để làm công việc xã hội, nhưng mà có rất nhiều trường hợp, nhất là như ở quê hương của chúng ta, chính phủ họ đâu có làm được nhiều cái công việc giúp đỡ những người nghèo, thiếu, và những cái trường hợp rất là đặc biệt của những trẻ em, của những gia đình. Và một hơn nữa đó là trong Kinh Thánh Chúa nói một câu mà tôi muốn thầy Thảo để ý, đó là sự tin đạo, tin sạch, đó là thăm viếng kẻ mồ côi và người quá bụa trong cơn khốn khó của họ. Cho nên dù chúng ta có thể làm việc lớn, việc nhỏ gì đó, nhưng mà cũng đừng quên là chúng ta vẫn có thể làm được công việc giúp đỡ người nghèo thiếu, trong đó có người quá bụa và trẻ mồ côi. Đó là công việc rất là thường xuyên xảy ra trong đời sống của chúng ta và bên cạnh chúng ta. Dạ, cảm ơn mục sư. Nhưng mà bây giờ tôi xin được phép đặt ngược vấn đề lại một chút.
để chúng ta suy nghĩ thêm, nếu một người có đầy đủ rồi, đầy đủ cái nhu cầu cơ bản hàng ngày rồi mà vẫn không làm từ thiện thì có cái hậu quả hay là có cái hệ quả nào không mục sư? Tôi tưởng rằng đây cũng là một vấn đề nó đang thường xuyên xảy ra, là có thể trước mắt chúng ta không có thấy, nhưng mà trong Kinh Thánh có nói đến cái trường hợp đó là một người nhà nghèo có tên tuổi đàng hoàng tên là Lazarus. Ông bị bệnh, ông bị ghẻ, ông bị đau ốm mà ông phải đi ăn xin thôi, không có làm gì ra tiền được. Và ông thường đến nhà của trước cửa nhà của một người nhà giàu và ăn xin. Nhưng mà ông nhà giàu này ông cũng chả quan tâm gì hết, ông không giúp đỡ gì hết. Và có lẽ là ông giúp cho những con vật ở trong nhà của ông hơn là giúp cho một cái người nghèo ở ngoài. Với sự thèm thuồng như vậy. Tuy nhiên thì cuộc đời nó vẫn trôi qua, ổng vẫn thấy bình yên, ổng không giúp đỡ người nghèo cũng không có sao hết. Nhưng mà đến một lúc là ổng qua đời và người nghèo cũng qua đời. Và trong trường hợp này thì ông là có lễ an táng đàng hoàng, tại ông nhà giàu mà. Trong khi đó thì cái ông Lazarus nghèo kia thì không có biết là an táng như thế nào và chết như thế nào. Nhưng mà cả hai cùng chết thì họ đối diện với sự phán xét đời sau. Và trong câu chuyện Chúa Giêsu có kể là ông cũng gặp lại người Abraham, tức là tổ phụ của mình. Đây là câu chuyện người Do Thái đó. Thì ông ở nơi khổ hình, còn Lazarus thì được ở trong lòng Abraham, tức là được về ở với Abraham, tạm gọi đó là thiên đàng. Ông thì không có được lên thiên đàng. Cho nên nhưng mà lúc đó ông vẫn còn ý thức được và ông còn nói được. Cho nên ông mới nài xin, sai Lazarus đó nhúng nước cho mát lưỡi tôi, bởi vì tôi khổ quá. Nhưng mà Abraham trả lời rằng không được đâu, hồi trước ngươi không có quan tâm gì đến người này, bây giờ Đức Chúa Trời lại cho người này được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại có một cái vực sâu ở giữa ngươi với ta, là không thể từ đây qua đó và không thể từ đó qua đây được. Lazarus không thể trở về giúp gì cho ngươi hết, và ngươi cũng không có thể qua được cái chỗ Lazarus. Thì ông mới nài nỉ nỉ nữa, thấy không được thì ông nói thôi bây giờ xin hãy sai Lazarus hoặc là có một người nào đó về nói với anh em tôi, bởi vì tôi có 5 anh em còn sống á, nếu mà họ không có giúp đỡ gì hết thì tôi nghĩ là họ cũng sẽ đến cái chỗ của tôi đây. Nhưng mà Abraham trả lời rằng họ đã có Môi-se và các đấng tiên tri, họ có hội thánh, họ có lời của Chúa rồi. Nếu họ không có nghe lời của Chúa, không có nghe hội thánh thì dẫu có người chết sống lại họ cũng không có tin đâu. Đây là một cái câu chuyện Chúa kể, nhưng mà đây là một sự thật để nhắc nhở chúng ta rằng trong khi chúng ta còn sống, nếu làm được gì mà Chúa cảm động vì tình thương thì hãy làm. Đừng có viện lý do này, viện lý do khác, hoặc là bỏ đi cái cơ hội, bởi vì chúng ta phải trả lời trước mặt Chúa là đấng phán xét công bình về mọi việc lành của chúng ta, dù việc lành hay là việc dữ. Và Kinh Thánh cũng nói rằng Chúa sẽ trả lời cho chúng ta về mọi lời chúng ta nói, mọi quyết định của chúng ta làm trên trần thế này. Dạ, cảm ơn mục sư. Mục sư đã giải thích cái câu chuyện, trích dẫn cái câu chuyện của Chúa Giêsu. Dạ, tôi thấy rằng nhiều tôn giáo đều kêu gọi làm từ thiện đó mục sư. Như vậy thì đối với những người tin Chúa, chúng ta làm từ thiện có khác với lại những người theo tôn giáo khác làm từ thiện không mục sư? Tôi nghĩ như thế này, là mình phải đặt cái mục tiêu hay là cái động cơ để mình làm. Có nhiều người nghĩ là tôi làm á thì tôi phải được thưởng thì tôi mới làm, hoặc là tôi làm một tức là tôi bỏ ra một mà tôi phải đòi lại được 10 đó, tức là ý muốn nói đến cái chữ vụ lợi ở trong đó. Làm về từ thiện thì đừng có nghĩ đến chuyện lợi trên trần gian này. Chính vì vậy mà chính phủ cũng nói là những cái tổ chức từ thiện gọi là non-profit organization, có nghĩa là mình không có đặt vấn đề để có lợi trước mắt. Tuy nhiên thì đối với Đức Chúa Trời thì Chúa ban thưởng cho những người làm lành. Đó là điều mà tôi biết chắc chắn.
và đó cũng là động cơ để cho người Mỹ. Hiện nay thì người Mỹ, có thể nói là nước Mỹ là một nước làm từ thiện nhiều nhất trên thế giới, bởi vì chẳng những họ được trừ thuế, nhưng mà đồng thời nó là phát xuất từ tấm lòng. Và người Mỹ họ cũng có một cái động cơ rất là dễ dàng để làm. Chẳng hạn như là trong Kinh Thánh dạy là Chúa cho mình 10 phần, dâng cho Chúa 1 phần. Đây là truyền thống của người Do Thái, của những người tin Chúa, gọi là dâng 1 phần 10 cho Chúa đó. 1 phần 10 tài sản hay là của cải đó là của Chúa, và mình dâng cho Chúa một cách rất là dễ dàng, không có tính toán, không có so sánh, không có đặt vấn đề gì hết. Nhờ đó mà họ có thể làm được nhiều việc từ thiện và có ý nghĩa. Tuy nhiên chúng ta phải biết quản lý cái số tiền của Chúa giao, và chúng ta phải chọn cái tổ chức, cái cơ quan nào mà họ trung tín ở trong cái vấn đề làm việc thiện đó, thì để sử dụng đồng tiền nó đúng và nó minh bạch, để công việc Chúa vẫn được tiếp tục. Và điều này nó nói lên cái lòng tin. Mình làm cái gì thì mình phải đặt đức tin ở trong đó. Chẳng hạn như mình tin rằng cái số tiền này nó đến đúng chỗ, mình tin rằng mình làm đúng mục đích, như vậy thì cái việc thiện của mình nó mới có ý nghĩa. Dạ. Xin hỏi mục sư là bây giờ hiện tại thì hội từ thiện Hướng Đi đang cộng tác hoặc là đang hỗ trợ những mục vụ nào thưa mục sư? Chúng tôi có hội từ thiện Hướng Đi để làm việc thiện cho Việt Nam. Trước đây thì có việc xây nhà tình thương cho những người nghèo, rồi gần đây thì cũng có xây nhà vệ sinh cho những cái nhà thờ mà ở miền quê đó. Tuy nhiên có một cái nhu cầu mà tôi thấy nên đáng làm, đó là làm việc giúp trẻ mồ côi và những cái trẻ em nghèo đó, về vấn đề học hành cũng như là sinh sống. Và gần đây thì tôi quan tâm đến một cái nhu cầu rất lớn ở tại bang Mê Thuộc, giữa người ED, có một thầy giáo sĩ cho chúng tôi biết rằng ông rất ước ao là góp phần để nuôi, hiện bây giờ có 15 em trẻ em rất là nghèo, người ED, đang cần sự chăm sóc, giúp đỡ và xây dựng tương lai. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một trong những nhu cầu mà tôi muốn góp phần, và tôi cũng muốn kêu gọi thầy cô cũng như tất cả bà con, nếu mà muốn làm việc từ thiện thì hãy hợp tác với Hội Từ Thiện Hướng Đi để mà làm cái công việc. Chúng tôi luôn luôn chọn những cái công việc có giá trị lâu dài để mà làm, như vậy thì mới có ý nghĩa. Và chúng tôi sẽ báo cáo những cái tin tức đó qua tờ báo Hướng Đi mỗi khi phát hành. Dạ, cảm ơn mục sư chia sẻ về một vụ cô nhi viện cho người AD. Có lẽ đó là một cái sự đầu tư đáng giá đó mục sư, bởi vì theo kinh nghiệm chúng ta thấy rằng đầu tư cho con người là những khoản đầu tư sinh lợi nhiều nhất, tốt nhất. Vâng. Dạ. Nếu mục sư làm được điều đó thì thật rất là quý. Và nhân tiện đây tôi cũng kêu gọi quý thính giả hãy suy nghĩ về vấn đề làm từ thiện. Và nếu mình chưa thể làm việc gì lớn lao, chúng ta có thể góp một phần nhỏ, và chúng ta cùng với một vụ Hướng Đi, chúng ta làm một điều gì đó cho Vương quốc Đức Chúa Trời và cho đồng bào chúng ta. Có một điều cũng muốn chia sẻ với thầy cô và với quý thính giả hôm nay, đó là người Việt Nam của chúng ta đó, là chúng ta hay thương người. Đó là điều mà tôi thấy từ xưa đến nay, chẳng hạn như là lá lành đùm lá rách, chúng ta hay làm. Hoặc là mỗi khi mà có thiên tai, chẳng hạn như là bão lụt thật là lớn đó, thì rất là nhiều người muốn góp phần, hoặc là cũng có những cái lời kêu gọi để giúp đỡ cho thương phế binh, hoặc là những cái hoàn cảnh rất là khó khăn thì nhiều người góp phần. Tuy nhiên rất là nhiều người hững hờ với công việc làm từ thiện một cách bình thường đó, nghĩa là công việc thường xuyên, công việc có mục đích. Và tôi nhớ đến câu chuyện Chúa Giêsu có kể rằng một người kia bị rơi vào tay kẻ cướp, bị đánh đập, bị tước đoạt hết, và bị bỏ rơi nửa sống nửa chết.
Thì lúc đó thì có mấy người đi qua. Thì một đó là một người là thầy tế lễ, tức là một người làm công việc tôn giáo, đi ngang qua thấy nạn nhân nằm ở đó, rồi ông thấy bỏ mặc, ông đi qua chỗ khác, ông đi làm công việc của mình. Rồi người thứ hai cũng là làm cái công việc từ thiện trong nhà thờ thôi. Cho nên thấy một người nằm ở bên đường đó, rồi nó không có liên quan gì đến công việc của mình thì bỏ đi. Nhưng mà Chúa Giêsu cũng có kể là có một người Samari, một người bình dân thôi, thấy nạn nhân thì ông ta chạy đến liền và ông ta chăm sóc, rồi ông ta lấy dầu sức, rồi ông ta lại đưa cái nạn nhân lên cái con lừa của mình và chở đến nhà quán, đến khách sạn để mà chăm sóc. Ngày xưa không có cái bệnh viện giống như ngày hôm nay, cho nên ông là tìm cách để cứu giúp. Và ông cũng trả tiền cho cái nhà quán đó, và ông nói rằng tôi sẽ trở lại, hãy chăm sóc, tôi sẽ trở lại. Ông kêu gọi nhiều người hiệp tác. Thì Chúa Giêsu kể câu chuyện này và nó đã trở thành một trong những cái động cơ thúc giục cho mọi người hãy quan tâm đến những cái cảnh khổ, đến những cái hoàn cảnh mà Chúa có liên lạc đối với mình hay là mình biết được. Thì đó cũng là một trong những động cơ của từ thiện. Cho nên tôi muốn nói rằng nhiều khi chúng ta chỉ quan tâm đến những công việc bất ngờ hay những việc khó khăn, nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà thường xuyên chúng ta phải làm, xem đó như là một cái nghĩa vụ, như một cái niềm vinh dự cho chúng ta làm, thì chúng ta có thể làm được nhiều. Chẳng hạn như ngày hôm nay thì tôi có nói chuyện với một giáo sĩ ở Việt Nam. Ông có nhắc đến cái một trong những cái ý mà tôi nói là lâu nay chúng ta làm nhiều công việc nhỏ, bây giờ hãy góp phần làm một công việc lớn đi. Thì tôi nghĩ rằng hiện nay chúng tôi đang muốn làm một công việc lớn, đó là từ từ xây dựng thành một cái cô nhi viện cho người trẻ em, người ED, sắc tộc ED ở tại Bang Mê Thuộc. Đó là khởi điểm. Giống như chúng tôi đã giúp đỡ cho một nhóm trẻ em bụi đời ở tại Sóc Trăng. Vấn đề là có người lo thì chúng tôi mới hợp tác. Đó là lý do mà tôi muốn thầy cô cũng như là tất cả các đồng hương, nếu quý vị muốn làm công việc từ thiện có thể liên lạc với chúng tôi để có thể làm, và chúng ta có thể làm ngay trong thời buổi dịch này, chúng ta vẫn có thể làm được, và chúng ta sẽ tiếp tục làm ít, rồi từ từ Chúa cảm động để chúng ta làm nhiều. Nhưng mà chúng ta hãy theo dõi tin tức này. Tôi hy vọng là chúng ta sẽ tham gia, và tôi cũng hy vọng là sẽ tường trình cái công việc này cho quý thính giả được nghe. Dạ, xin cảm ơn mục sư rất nhiều. Cảm ơn thì giờ của mục sư đã dành lo cho công việc Chúa, cũng như là tạo điều kiện, tạo cơ hội cho quý thính giả cùng tham gia làm từ thiện. Bởi vì làm từ thiện thực sự đó là cũng là một cách làm phước cho chính mình. Dạ, đó là một cái phước hạnh mà chỉ có người làm từ thiện mới có thể hiểu được. Dạ, cảm ơn mục sư chia sẻ cơ hội này. Chúc bình an, xin Chúa ban bình an và sử dụng mỗi chúng ta, mỗi người hiểu cảm hợp tác một tay để làm công việc Chúa giao. Xin cảm ơn. Dạ, xin kính chào quý thính giả. Tôi xin chân thành cảm ơn Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM đã hiệp tác phát thanh chương trình này hàng tuần vào mỗi buổi sáng từ lúc 7 giờ rưỡi đến 8 giờ. Hiện nay chương trình phát thanh đang nhận được sự bảo trợ của Phở Quê Hương và quán ăn TGB Thanks God Blessing. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân bảo trợ, quý thính giả đang lắng nghe, và chúng tôi cầu nguyện để quý thính giả khỏe mạnh phần xác cũng như khỏe mạnh phần hồn, để ai nấy sẽ vui sống những ngày chờ trên đất. Bạn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi. Bạn chân chờ chi nữa. Chương trình Tiếng Nói Quê Hương xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.